Xin chào tất cả các chị. Ngày hôm nay Duyên Dáng sẽ đem đến cho các chị một siêu phẩm đầm dạo hội áo dài thiết kế cao cấp. Mẫu đầm D19541 với giá bán 900.000 đồng. Mẫu đầm này có 4 tông màu: màu hồng sen, vàng, cam đất và tông màu mận. Đang xuất hiện trên màn hình là tông màu cam đất, cực kỳ thích hợp với những chị nào thích gam màu ấm, tôn da nhiều. Phong dáng dạ hội dài thướt tha, sang trọng, giúp che đi các khuyết điểm và tôn dáng chiều cao. Sử dụng chất liệu voan luộm mềm mại và tà đầm được cách điệu, làm bộ đầm càng trở nên cuốn hút. Đầm được thiết kế vô cùng đặc biệt, chất voan luộm mềm cùng những chi tiết đính đá thủ công tỉ mỉ bởi những người thợ lành nghề, và form đầm được may theo dáng người trung niên nên mặc cực kỳ gọn gàng. Một điểm đặc biệt của mẫu đầm này đó chính là thiết kế 4 tà. Ngoài 2 tà von lụa, đầm còn có thêm 2 tà lưới phía bên ngoài, giúp form đầm nhìn bồng bềnh và sang trọng hơn, nhưng không hề rối mắt một chút nào. Màu hồng sen nhẹ nhàng, tinh tế cho những ai thích gam màu ngọt, sáng mà lại tôn da. Màu này rất dễ mặc lại không kém tuổi. Dáng dài dạ hội chính là form dáng che đi các khuyết điểm, tôn dáng cực kỳ. Khi mặc vào sẽ cảm thấy mình cao hơn một chút và trông gọn hơn hẳn. Đi ăn cưới, dự tiệc hay làm xui da đều toát lên vẻ mềm mại, quý phái. Một gam màu sáng, tươi cho các buổi tiệc. Vàng nghệ là tông màu bắt mắt mà không chói. Dù là màu sáng nhưng không sợ diêm da, giúp các chị tỏa sáng trong các bữa tiệc. Mã đầm D19541 giá chỉ còn 900.000 đồng. Có đủ size từ 45 tới 75 cân, từ size M, size L, XL, 2XL và 3XL, thoải mái cho các chị lựa chọn. Các chị đặt mua nhanh tay gửi tin nhắn cho shop theo cú pháp số điện thoại cộng với mã đầm D19541, hoặc nhấp vào nút gửi tin nhắn dưới đây để được mua hàng nhanh và miễn phí ship nhé các chị yêu. Không chỉ có những tông màu tươi sáng, 541 còn có thêm gam màu mận dành cho những chị nào thích gam màu trầm tối. Đây là một gam màu mang đến sự sang trọng, lại giúp người mặc nhìn gọn đi trông thấy. Những chị lớn tuổi đừng bỏ qua tông màu này nhé. Thời trang không chỉ khiến cho phụ nữ xinh đẹp hơn, mà còn khiến cho họ mạnh mẽ và tự tin hơn phải không các chị? Khoác lên mình mẫu đầm dạ hội thiết kế, thể hiện đẳng cấp quý cô, tự tin, nổi bật hơn trong các buổi tiệc, cùng Duyên Dáng tỏa sáng